Anh ơi, anh có nghĩ người phụ nữ khi chưa ổn định được cuộc sống và công việc thì có nên tiến vào một mối quan hệ không ạ? Ổn định được cuộc sống là sao? Anh chưa hiểu được điều đó. Khi mà em sống được thì có nghĩa là em đang ổn định rồi. Ok, có thể là em chưa ổn định về nhà cửa, em chưa ổn định về công việc, chứ còn cuộc sống mình đang sống mà làm gì không ổn định. Cho nên là cuộc sống nó luôn có những cái thứ đó. Ok, có nên tiến vào một mối quan hệ hay không? Thì câu trả lời nè, khi em là một cái phiên bản để sẵn sàng tới hạnh phúc thì cái chuyện đó tiến tới hay không là nó rất là nên, và khi em sẵn sàng thì nó cũng sẽ tới thôi. Cho nên là, và cái chuyện mà để em đạt trở thành cái phiên bản không liên quan tới cái chuyện ổn định theo cái cách nghĩ mà em có thể hỏi. Anh giả sử như người phụ nữ đó bây giờ chưa có tiền bạc gì nhiều, cũng chỗ ở cũng chưa tốt, rồi tiền cũng chưa nhiều, rồi cũng đang đi tìm việc, rồi đang có gì đó đại loại vậy đó, thì có nên vào mối quan hệ không? Thì anh nói cho em biết nè, miễn là ở bên tình cảm em sẵn sàng á thì em hoàn toàn có thể nên vào. Tại sao? Biết không, em không có nhà đừng lo, anh có nhà, hiểu không? Em không có xe đi làm đừng lo, anh có xe. Em không có tiền bạc đừng lo, anh có tiền. Thế là cái người phụ nữ mà sẵn sàng được hạnh phúc đó, thì nó không có cần ổn định mẹ gì hết. Tại vì sao? Không, chính cái người đàn ông đó tới mà làm nó ổn định. Có thể em sẽ nói là ủa anh, người đàn ông của em cũng nghèo lắm, không có nhà tiền, thì cái đó nó nói lên bên cái phiên bản của cái tình cảm á, là mình chỉ là cái phiên bản chưa chất lượng thôi. Còn cái phần ổn định đó, nó không cần phải ổn định, biết chừng nào là ổn định và thế nào là ổn định. Và không lẽ đang hẹn hò cái bây giờ em bị không ổn định thì mình tạm ngưng nha. Tại vì không ổn định không có vào mối quan hệ được, cho nên mình đang hẹn hò nhau 3 tháng, bây giờ em lại không ổn định lại rồi, thôi ngưng một chút đi. Ủa đâu có ăn nhậu gì đâu em, cái cuộc sống tình cảm nó là song song mà, cho nên không ăn nhậu. Cái quan trọng là con người bên tình cảm á có sẵn sàng hay chưa, chứ không phải là ổn định gì đó. Không rồi anh ơi, nhưng thường không ổn định về kinh tế sẽ khó ổn định tâm lý ở tình cảm. À, cái đó tùy vào cái sự khập khiễng của từng người. Có những người có nhiều tiền nhưng vẫn không ổn định về tài chính, họ vẫn đang ở trong trạng thái không ổn định. Có những cô gái họ ở với gia đình và cũng chẳng có nhiều tiền nhưng mà họ lại rất ổn định về kinh tế. Tại sao? Họ không có cái nỗi lo đó. Cho nên cái đó tùy người thôi. Ổn định tâm lý em ơi, tâm lý thì lúc nào cũng phải ổn chứ, liên quan gì tới kinh tế chứ. Cho nên em nói thường đây thì anh nghĩ chỉ có một mình em thôi, em đại diện cho bản thân thôi, chứ dùng chữ thường này giống như đại diện cho cả cây dân số thì nó không hợp lý. Tại vì có nhiều người, người ta không có đủ tiền, không nhiều tiền, nhưng mà người ta tâm lý ta vẫn ổn định em. Đâu ăn nhậu gì tới là kinh tế không ổn định thì khó ổn định tâm lý. Thứ hai là tình cảm đâu ăn nhậu gì đâu. Tình cảm nó là một cái khía cạnh nó riêng biệt. Đương nhiên mình không thể nào thiếu thốn tài chánh nhiều, nhưng mà kinh tế như thế nào là ổn định, là đủ ăn. Cho nên anh không biết cái chữ ổn định về kinh tế đó là tới mức độ nào. Anh thấy có những người, người ta giàu luôn á, nhưng mà người ta vẫn nghĩ là người ta chưa ổn định. Thứ hai là người ta giàu luôn á, nhưng mà người ta cũng không ổn định về tình cảm. Tình cảm, chuyện tình cảm tài le. Cho nên là kinh tế và tình cảm là hai cái nó khá là độc lập. Nó có ảnh hưởng không? Có. Nhưng mà nó gần như nó khá là độc lập. Cho nên em dùng chữ là không ổn định về kinh tế sẽ khó ổn định về tâm lý tình cảm. Anh nói cho em biết, nếu mà tình cảm và tâm lý bị phụ thuộc vào kinh tế như vậy, đời này chắc khó sống rồi đó nha. Tại vì nhà nước lên lãi suất một cái là bất động sản rung rinh rồi. Cho nên nói vậy thì đời này chắc tình cảm tiêu mẹ rồi. Tại vì rất là nhiều người thấy cả cuộc đời kinh tế chưa bao giờ ổn định cả. Em hay lén nhìn anh 30. Trời ơi, sao anh tán tỉnh em chưa qua hờ tờ giờ. Được 2 tháng em phải về quê học, không có time cho anh về thăm. Anh nhắn tin mỗi ngày cứ sợ mất em. Yêu xa 1 tháng với gia đình em cấm. Anh xin cho anh time lấy lòng gia đình. Em chán nản không muốn. Lúc đó bạn cùng lớp tán em ok quen gần tháng có ôm. Hôn chạm vòng 1 đang rất vui. Và mối quan hệ mới nhanh. Em sợ rơi vào rebound hay lại đổ sớm. Nếu không quan hệ tình dục thì có bền không anh? Em không quan hệ tình dục nó là một cái hành động nên làm là đúng. Tức là nên không quan hệ tình dục đó. Nói nên làm với bạn đó. Anh Tuấn khuyên nên là. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những cái thứ khác đang tốt. Theo em tả đúng là chuyện quá, đúng là phiên bản của em nó có cái rắc rối, nó có cái sự tổn thương. Đó lý do tại sao mà cái mối quan hệ đầu nha là em hay lén nhìn, nhưng mà khi anh ta tiếp cận được 2 tháng thì lại căng thẳng. Nó nói lên là mối quan hệ bị tổn thương. Ok, mặc dù em tả là vậy vậy nhưng mà em nói là em chán nản không muốn. Ok, thực ra là em đã bị tổn thương rồi. Sau đó em nói bạn cùng lớp tán nhanh em ok quen gần tháng ôm chạm này nọ đang rất vui và mối quan hệ mới nhanh. Anh đoán đây không phải là lần đầu tiên, tức là những cái này hình như là lặp đi lặp lại nhiều hơn như vậy. Thì em hỏi là em sợ vào rebound thì nó là rebound rồi chứ còn gì nữa, hay lại đổ sớm. Thực ra là em đã đổ sớm mặc dù em không quan hệ tình dục.
Cho nên nếu quan hệ này có bền hay không, với cái phiên bản đó thì em cứ nhìn lại trong quá khứ, em sẽ nhìn ra được cái hiện tại, là tức là em đang ở trong cái trạng thái làm hư những cái mối quan hệ do sự tổn thương của bản thân mà không nhận ra. Thì chính em cũng đã nhận ra câu đó và em hỏi đó, đó là rebound chứ còn cái gì nữa. Và em thấy không, em có vẻ thích cái mối quan hệ mới nhưng mà em thấy là nó sẽ ngưng rất là dễ và rất là nhanh. Em và anh trước là bạn thân cũng được 3 năm, hoàn toàn không có gì hơn tình bạn. Cho đến 6 tháng trước anh bắt đầu theo đuổi em, dù anh đang có người yêu và yêu xa, nhưng em thấy em đang tạo nghiệp khiến người khác chia tay. Tạo nghiệp sao? Lập nghiệp hả? Tức là em đang kiếm tiền tạo sự nghiệp cho mình đó. Nhưng em thấy em đang tạo nghiệp khiến người khác chia tay. Tức là trời ơi, tạo nghiệp đây là giống như là em nghĩ là em đang xen vào chuyện của hai người hả? Nhưng em cũng bắt đầu có tình cảm với anh. Đổ mẹ rồi. Em có nên rời bỏ mối quan hệ này và tập trung lại bản thân mình không? Em luôn cảm thấy tội lỗi, mong anh tư vấn cho em. Cảm ơn anh Tuấn. Thứ nhất là em không nên cảm giác tội lỗi. Anh ta là người đàn ông độc thân. Anh ta muốn cô nào nói chuyện với anh ta, em không nên cảm giác tội lỗi. Đó là cái thứ nhất. Cho nên cái tạo nghiệp gì đó dẹp qua một bên đi. Em khập khiễng em mới có cảm giác đó thôi. Nhưng mà cái thứ hai nè, anh ta em mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không là do cái tình cảm của anh, em nhìn ra được cái tình cảm của anh ta hay không? Anh ta có hay không? Cho nên câu trả lời của em nó không liên quan tới vụ tạo nghiệp. Ở đây chẳng có nghiệp gì mà tạo cả. Ok. Cho nên là nếu không có em có nhỏ khác, nhỏ kia yêu xa tiêu rồi, bởi vậy yêu xa thường là tiêu là vậy. Cho nên là ở đây á, em không có tạo nghiệp và em không cần vì thế mà cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Ôi gì làm gì đâu tội, chẳng thích em mà tội gì. Mà cái kiểu đó là cái kiểu mà em khó được tốt đẹp đó. Tức là mình không biết cái gì là nên, gì là không á, và đụng chút cái tổn thương theo kiểu đó thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên phần thứ nhất là em không có tạo nghiệp gì hết trơn á, và nó chẳng liên quan gì tới cái bà kia hết trơn. Cha này cho thích ai cho thích người đó thôi. Nếu mối quan hệ đó hư, họ hành xử sai, họ tuột cảm giác, thì cái chuyện người đàn ông ta ngưng chuyện của họ, cái cô kia có người khác, chuyện của cô đó không có liên quan gì em để gọi là tạo nghiệp. Cái thứ hai á, là anh ta có tình cảm với em không thì không thấy nói, và cái đó không có liên quan gì chuyện, tức là cái câu trả lời cho câu hỏi của em á, là có nên ngưng hay không. Thì cái người đàn ông kia có tình cảm hay không và có sẵn sàng đến với cái quan hệ tình cảm hay không, cái đó nó mới trả lời cái câu hỏi là có nên ngưng hay không, biết không? Cho nên mà cái đó lại hoàn toàn không có giữ thiệt. Nhưng mà anh thấy em á, tổn thương như vậy á, thường mối quan hệ nó không tốt được. Những bạn vậy mối quan hệ nó không tốt được. Cho nên là bây giờ cái câu hỏi là mối quan hệ này có nên ngưng hay không, anh ta có yêu em hay không, phải xác nhận được cái đó thì mới có câu trả lời cho phần đó em. Bọn em ở xa, em chủ động ngưng nhắn tin, nghe có vẻ như mối quan hệ nó không có tốt á. Từ chối lời mời đi EU với anh ấy, bị em từ chối ở chung, nhưng anh ấy muốn đi du lịch theo plan của em. Vậy anh ấy có rung động thật hay chỉ muốn hốt xác ạ? Cái đó trời biết, khi em từ chối mới biết. Em chỉ đơn giản là không đi du lịch vậy thôi. Ở xa mà du lịch, ở xa mà người đâu có tình cảm tới thăm em, xa du lịch. Cho nên anh ta muốn hốt xác hay không biết liền. Nếu như anh ta vì có tình cảm với em thì sẽ tới với em, không áp lực chuyện du lịch. Ok, anh ta sẽ đến tìm em. Cái đó là cái có tình cảm. Còn cái chuyện mà đi du lịch thì là hốt xác thôi. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.